Trên thế giới có ba loại người, người may mắn, người xui xẻo và bình thường. Ai cũng muốn là người may mắn, nhưng không phải ai cũng được như thế. Nhưng nếu biết cách, bạn sẽ là người may mắn. Giáo sư Richard Wiseman, DHH for anh đã làm một cuộc nghiên cứu cực kỳ công phu trên 400 người từ 18 đến 84 tuổi trong suốt hơn 10 năm để tìm hiểu về quy luật may mắn của con người. Qua nghiên cứu này, ông đã giúp ra được khá nhiều điều lý thú và hữu ích cho tất cả mọi người muốn mình trở nên may mắn hơn. Cuộc sống là một trò chơi tìm kiếm trong một cuộc thí nghiệm, giáo sư Weissman đưa cho người may mắn và xui xẻo hai tờ báo và hỏi họ, hãy tìm cho tôi có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo này. Người xui xẻo mất 2 phút, trong khi người may mắn chỉ mất có vài giây. Tại sao lại như vậy? Vì ở ngay trang 2 của tờ báo có một dòng chú thích, đừng tìm nữa, tờ báo này có 43 tấm hình. Cuộc thí nghiệm được làm lại nhiều lần và người xui xẻo chẳng bao giờ nhìn ra dòng chữ ấy. Bài học rút ra là, người xui xẻo đã bỏ lỡ cơ hội vì họ quá bận rộn, quá tập trung vào những gì đang làm trong khi đó người may mắn luôn biết nhận ra những gì khác biệt hơn là những gì họ tìm kiếm may mắn thường gõ cửa những người luôn sáng tạo và luôn biết cách làm mới mình làm mới môi trường xung quanh mình nếu ví sự may mắn là trái táo và môi trường quanh bạn là một vườn táo hàng ngày bạn chỉ cứ hái mãi ở một vườn càng ngày bạn sẽ càng khó tìm thấy vì táo ít đi từng ngày nhưng nếu bạn sang một vườn táo mới xác suất hái được táo của bạn sẽ tăng lên đột ngột đó chính là sự may mắn biết là mình may mắn sở dĩ giáo sư Wiseman chia ra làm hai loại người may mắn và không may mắn vì chính họ đã tự nhận mình là như vậy cùng một sự việc người may mắn và xui xẻo có thể nhìn dưới hai khía cạnh khác hẳn nhau cũng như một đội tuyển tham dự olympic vậy năm nay họ thi đấu chỉ đoạt huy chương đồng sang năm họ tập luyện chăm chỉ hơn và rồi đạt huy chương bạc nhưng bạn hãy thử đoán xem lúc nào họ vui hơn khi đoạt huy chương bạc họ cảm thấy xui xẻo vì chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể làm được điều tốt nhất còn khi chỉ đoạt huy chương đồng, họ lại thấy may mắn, vì nếu họ không cố gắng dù chỉ là một chút nữa thôi thì họ đã không có gì cả. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng suy nghĩ phản thực counterfactual. Những người may mắn là người biết biến sự xui xẻo thành cảm giác may mắn. Trong một thí nghiệm khác, giáo sư Wiseman đặt ra trường hợp rằng, một ngày bạn vào nhà băng, thế rồi bất chợt bọn cướp xuất hiện, chúng bắn bừa một viên đạn thế nào lại chúng vào vai bạn. Quan điểm của người xui xẻo là, ôi trời, sao tôi xui xẻo đến thế? đến nhà băng ngày nào không đến, lại đến đúng ngày có cướp viếng, đã thế lại bị tai bay đạn lạc. Trong khi đó, quan điểm của người may mắn là, ôi may quá, đạn chỉ trúng vào vai mà không vào đầu mình. Chính quan điểm ấy giúp họ có một cuộc sống tràn đầy tự tin và hy vọng. Họ luôn lạc quan ngay cả khi khó khăn nhất. Luyện để trở thành người may mắn. Mục đích của nghiên cứu này là rút ra những kinh nghiệm và thói quen có thể giúp chúng ta tìm thấy nhiều sự may mắn hơn. Giáo sư Wiseman tổ chức một cuộc trao đổi giữa hai nhóm người, những người may mắn sẽ nói về cách họ suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống, cách họ tìm kiếm may mắn, phá vỡ các thói quen và giải quyết những xui xẻo. Những người xui xẻo được giao nhiệm vụ là hãy thay đổi một số thói quen, lối sống. Sau đó chỉ một tháng, những kết quả báo lại thật bất ngờ, 80% số người xui xẻo đã cảm thấy sống tốt hơn, vui vẻ hơn và may mắn hơn. Piper, một người thuộc nhóm xui xẻo nói, tôi đã tự lập ra một số sở thích và thói quen bất chấp những hạn chế của mình. Ví dụ như vào các sáng thứ bảy, tôi rất muốn đi câu vì vướng chuyện học lại thôi nhưng lúc đó tôi vẫn cứ đi câu bất chấp vẫn còn một đống bài ở nhà trong khi câu cá chúng tôi đã trao đổi cùng nhau về bài luận tôi đã nhận ra khá nhiều điều lý thú và tôi đã có một bài luận điểm a euzadre nói tuần trước tôi thấy có một cái váy rất đẹp nhưng không mua hôm sau tôi quay lại để mua thì người ta đã bán mất nếu là trước đây tôi sẽ thất vọng buồn dầu mà đi về nhưng sau khi đi một vòng tôi lại tìm được một cái khác đẹp hơn và còn rẻ hơn thế thật là may mắn có lẽ May mắn hay xui xẻo cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng và do quan điểm của mỗi chúng ta. Vậy là bài học chút gia ở đây thật sự chẳng có gì cao siêu cả. Nếu bạn muốn là người may mắn, hãy tự xếp hạng mình là người số đỏ. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, rằng những may mắn đến với bạn là do bạn xứng đáng được hưởng, còn những xui xẻo chẳng qua là những thử thách giúp chúng ta cứng cỏi hơn mà thôi. Hãy nhớ rằng, khi một cánh cửa sập lại với bạn, chắc chắn sẽ có năm, bảy cánh cửa khác trải thảm đỏ đón bạn.